Các giới chức học khu Coast Community College District hôm nay cho hay họ đang xem xét sẽ có các biện pháp gì sau khi một nữ giáo sư đại học trường Golden West ở Huntington Beach bị ghi hình khi nói với một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Á Châu sống tại Long Beach rằng họ nên quay về nước của họ. Các ngôn viên của học khu cho hay sẽ không bỏ qua sự việc. Hiện học khu đang xem xét các giao thiệp của sinh viên và nhân viên nhà trường trước đây để xem liệu rằng có liên hệ gì tới lời lẽ phát biểu trên đoạn video hay không. Đoạn video được đưa lên khi ông Tony Cao đưa lên Facebook vào hôm thứ Năm. Ông Cao viết rằng ông và vợ cùng con gái gặp phải một người kỳ thị trong khu sắm ở Long Beach khi đang đi bộ. Người trong hình là bà Terence Olsen, là một giáo sư và là chuyên gia tư vấn tại trường Golden West. Đoạn video dài 29 giây ghi lại cảnh hai bên đang nói qua lại, cho thấy khuôn mặt của người phụ nữ trước khi bà ta bỏ đi vì biết mình bị ghi hình. Vào hôm thứ Hai, trong một email gửi cho tờ LA Times, bà Olsen nói rằng nói bà không nói điều không có hàm ý kỳ thị và bị ông Tony ghi hình mà không có phép. Vào hôm Chủ nhật, bà Olsen nói với đài truyền hình KCBS TV rằng sinh viên của bà biết bà không phải là người kỳ thị và bà sẵn sàng giáo dục quần chúng về tình trạng bị chiếm chỗ của người Mỹ gốc Âu.